Hello mọi người, hôm nay mọi người hạng mấy? Mình hạng 2 nha. Được 75 kim cương, một huy hiệu và 7 vé bốc thăm nha. Ok, bây giờ mình bốc thăm hộp mới nha. Ui, ra áo nè. Bảy vé được mỗi áo à, hu hu. Ok, bây giờ mình về nhà cho mọi người xem huy hiệu nha. Ui đẹp vậy ta ơi. Nhìn dễ thương. Ok, bây giờ mình cho mọi người xem hôm qua mình bắt được gì nè. Ếch yêu tinh nhà mình đang ở phố Âu, mới qua là gặp liền luôn, bên phố Âu nhiều lắm, mọi người qua đổi mép liên tục là thấy. Ok, dính rồi. Đây là bướm thây ma nha. Con này hồi đó mình có nhiều lắm. Ok, đây, ánh ương vô nè mọi người. Lần trước mình để nó hết giờ đi mất, lần này nhất định phải dính. Ui, vương miệng luôn nè. Wow, con đầu tiên của mình có vương miệng luôn. Quá đã luôn.
Oki chúc mọi người bắt thành công nha. Oki bye bye mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Mọi người xem nhớ cho mình một like, một sub giúp mình lên 2000 sub nha. Mấy nay mình bị flop quá hu hu.